Phù thủy mê trai. Xưa ở dưới chân núi, có một bác tiều phu nghèo quá vợ. Một mình bác nuôi cả đàn con thơ. Hàng ngày, bác thường vào rừng kiếm cái ăn cho bọn trẻ. Cuộc sống của cha con bữa no bữa đói. Hôm nay cha chỉ kiếm được ít quả dại này thôi, các con chịu khó ăn nhé. Con ở ăn quả dại nữa đâu, chát lắm. Khổ thân các con, cha hứa ngày mai cha sẽ đi vào trong rừng sâu hơn, chắc chắn kiếm được nhiều thứ ngon đem về cho các con. Ôi, thích quá, thích quá. Ta đã đi sâu vào trong rừng rồi mà vẫn chưa kiếm được thứ gì ăn cho bọn trẻ. Kỳ lạ thật, lại có một ngôi nhà nhỏ trong rừng sâu thế này, lại có lửa đang cháy, chắc có người ở. Ta hãy thử vào xem sao. Có ai ở nhà không? Đứng lại. Bà là ai? Ta là phù thủy muối sắc đây. Người đừng hòng thoát khỏi ta. Thả tôi ra. Thả tôi ra. Đừng hòng. Đã vào đây rồi thì đừng có hòng thoát. Tôi có làm gì nên tội mà lại giam giữ tôi thế này? Thả tôi ra. Ta chỉ có thể tha chết cho ngươi với một điều kiện. Điều kiện gì? Ngươi phải lấy ta làm vợ. Hả? Ta cho ông từ giờ đến chiều ngồi nghỉ nhé. Nên nhớ, nếu không đồng ý lấy ta thì ta sẽ lấy mạng của ông. Sao lại thế được cơ chứ? Cả đời này ta chỉ có một người vợ mà thôi. Đó là mẹ của các con ta. Không biết bọn trẻ giờ thế nào rồi. Tội nghiệp chúng, chắc là chúng đói lắm rồi. Khổ thân các con, cha hứa ngày mai cha sẽ đi vào trong rừng sâu hơn, chắc chắn kiếm được nhiều thứ ngon đem về cho các con. Ôi, thích quá, thích quá. Không, nhất định là bằng cách nào thì mình cũng phải trở về với các con của mình. Phải nghĩ cách gì mới được. Thế nào, ông đã nghĩ kỹ chưa? Có chịu lấy ta làm vợ không? Thôi được, tôi đồng ý. Nhưng mà với điều kiện, bà phải theo tôi về nhà tôi ở. Hả? Về nhà ông? Đúng vậy. Theo phong tục từ xa xưa để lại của chúng tôi, thì người vợ phải theo chồng về nhà ở mới phải. Theo ông ta về nhà ư? Liệu ngươi có định giở trò không hả? Nhưng mà đằng nào thì mình cũng có phép thuật, chả có gì phải sợ hết. Chậm lại, ông định làm ta mệt đến chết hay sao mà đi nhanh vậy? Dừng lại nghỉ đã, ta không thể đi nổi nữa rồi. Sức mạnh của mụ phù thủy có lẽ nằm ở chiếc mũi thần kia thôi. Mình phải nghĩ cách bỏ sức mạnh ấy của mụ. Khốn kiếp, lão kia, ta sẽ lấy mạng lão. Đứng lại. Các con, con đói. Cha, thức ăn đâu? Con đói quá. Phù thủy mũi sắc. Phù thủy mũi sắc? Thức ăn là phù thủy mũi sắc à? Đâu hả cha? Chúng con đang đói lắm. Hả? Bọn chúng đòi ăn thịt ta sao? Phù thủy mũi sắc đâu ạ? Phù thủy mũi sắc đâu? Hả? Ăn thịt cả phù thủy ta sao? Hóa ra lão kia giả vờ khù khờ để lừa mình đến đây cho con lão sơ tái. Ôi không! Thế là cha con người tiều phu được đoàn tụ. Sau đó, người tiều phu khai phá đất đai, trồng lúa làm rẫy. Cuộc sống của cha con no đủ, không còn phải chịu cảnh đói kém nữa. Bác nông dân nghèo lên trời. Ngày xưa,
Có một bác nông dân nghèo khổ, sống trong một túp lều đơn sơ ở một vùng quê hẻo lánh. Gần nhà bác nông dân là dinh thự xa hoa, lộng lẫy của một nhà quý tộc nhiều đời. Đến một ngày kia, cả bác nông dân nghèo và nhà quý tộc giàu có đều qua đời. Ôi, đẹp quá! Ta có nằm mơ không? Ta đang ở đâu thế này? Thiên đường! Vậy là ta đã được lên thiên đường. Ôi, bác nông dân hàng xóm đây mà. Xin chào bác. Ồ, ông quý tộc, xin chào ông. Ông cũng đến đây ư? Vâng, tôi cũng như bác. Chúng ta đều mới qua đời. Thật may mắn vì được gặp lại bác trên thiên đường này. Chào các linh hồn lương thiện. Ta là Thánh Petros, người có nhiệm vụ chào đón các ông. Xin chào ngài Thánh Petros. Được rồi, ta sẽ dẫn từng người bước vào tham quan bên trong thiên đường. Người quý tộc, ông sẽ vào trước, đi theo ta. Người còn lại hãy đợi ta ở bên ngoài cổng. Thiên đường lại có màn chào đón những linh hồn mới rộn ràng và hân hoan như thế này. Lát nữa chắc mình sẽ được đón tiếp như vậy. Mời bác vào. Ta vốn tưởng thiên đường là nơi công bằng dành cho mọi linh hồn lương thiện, từ những người bần cùng cho đến những nhà quý tộc đều được đối xử ngang nhau. Thế nhưng có vẻ ta đã nhầm rồi. Được lên thiên đường mà sao bác có vẻ buồn thế? Thưa Thánh Petros, phải chăng ở trên thiên đường này cũng có sự thiên vị bất công như ở dưới trần gian? Sao bác lại nghĩ vậy? Trên thiên đường mọi người đều bình đẳng như nhau. So với ông quý tộc kia, rõ ràng tôi không được đối xử tốt bằng. Chúng tôi quý mến bác như tất cả mọi người, và cả người quý tộc kia. Bác sẽ được hưởng mọi thú vui trên thiên đường này giống như nhà quý tộc kia. Thưa Thánh Petros, tại sao khi tiếp đón tôi lại không có những tiết mục đàn hát như khi tiếp đón nhà quý tộc giàu có kia? À, đó chỉ là một màn khích lệ chúng tôi dành cho những người giống nhà quý tộc ấy thôi. Thưa Thánh, tôi không hiểu. Bởi vì những người nông dân nghèo như bác thì ngày nào cũng có người lên thiên đường, còn những nhà quý tộc như ông ấy thì hàng trăm năm mới có được một người lên thiên đường mà thôi. Thật vậy sao? Bất cứ đâu cũng có người tốt và kẻ xấu, cho dù đó là tầng lớp xã hội nào đi nữa. Người quý tộc vừa rồi được lên thiên đường, đó là minh chứng. Mọi linh hồn tốt đẹp, lương thiện đều sẽ được lên thiên đường và được đối xử công bằng, được hưởng những điều tốt đẹp ở nơi này. Đặc biệt với những người sống ở nơi đầy cám dỗ, những thứ xấu xa đen tối mà vẫn vượt qua để làm một người tốt như ông ta, thì xứng đáng để được khích lệ. Đó là tấm gương để những nhà quý tộc khác noi theo. Ồ, tôi đã hiểu rồi, thưa Thánh Petros. Mẹ ơi, mẹ đừng đi. Mẹ xin con, già làm gì còn tiền. À, không được, chỉ còn cái xe này để mẹ đi chợ kiếm tiền rau giáo qua ngày. Còn lấy nó thì cả mẹ cả con sống bằng gì hả? Buông ra. Không được, Đức ơi. Cướp, bớ là Đức ơi. Cướp, giúp tôi với. Cướp đâu? Bắt lấy nó, bắt lấy nó. Cướp là Đức ơi. Trời ạ, tưởng cướp ở đâu? Hóa ra lại là nhà bà Dân. Cái thằng này, mày có để cho mẹ mày sống nữa hay không? Bắt bỏ tay ra. Đây không phải xe của mày, mày phải để lại. Bỏ ra. Không, phải để lại. Được rồi.
Tôi chết cho mà xem. Trời ơi, tụi con chẳng quản chi thân, chỗ ước mẹ nằm chỗ ráo con lăn. Ai ngờ sự đời lại trái ngang thế này. Ai đây? Chào chị Dần, em sang hỏi thăm với lại mang cho chị bát cơm. Cảm ơn cô, nhưng tôi chả còn thiết ăn uống gì nữa, mà chẳng biết giờ này thằng Đức nó ăn uống gì chưa. Hay, đúng là cha mẹ sinh con trời sinh tính. Chị cứ mặc nó no đói vài bữa cũng chẳng chết được đâu. Còn chị cũng phải nghĩ cho bản thân mình đi. Dần nó như thế tôi đau lòng lắm. Dù sao nó vẫn là con mình đứt ruột đẻ ra. Thôi thì con dạy cái mang. Ai mua rau đi? Mấy hôm thời tiết thay đổi, trong người mệt mỏi quá. Đứng lại, trộm, trộm, bắt lấy nó, đứng lại. À! Chuyện gì thế kia? Thôi chết, hình như thằng Đức. Trời ơi, con tôi, xin hãy tha cho con tôi. Trời ơi, thì ra bà ấy là mẹ của thằng trộm này. Mẹ, mẹ ơi. Thôi chết, bà ấy ngất đi rồi kìa. Đưa nó lên công an. Còn tôi với anh đưa bà ấy vào viện ngay. Mẹ, mẹ ơi. Thời gian sau, thấy mà cũng thấm thoát 100 ngày rồi. Chị an tâm yên nghỉ, chúng em sẽ chăm lo nhà cửa giúp chị. Mình ơi, xong chưa? Nhanh cùng nhà bác Sáu ra thăm mộ chị Dần. Dân, tôi xong rồi đấy. Mẹ ơi, tha lỗi cho con. Là thằng Đức thì phải. Mẹ ơi, tha lỗi cho con. Đúng là sự đời nhiều lúc trái ngang. Lúc mẹ còn sống không lo báo đáp, chỉ biết phá phách. Đến lúc mẹ không còn nữa thì khóc lóc hay than thở, dù bao nhiêu nước mắt cũng có mang mẹ trở về được đâu. Chị Dần ơi, thằng Đức mà chị cả đời lo lắng, cả đời nhịn ăn, nhịn mặc, dành dụm nuôi nấng, hôm nay đã về bên chị đi. Mẹ ơi, tha lỗi cho đứa con bất hiếu này. Con xin lỗi. Dì ơi, con lại dì, con lại mẹ. Con muốn chết đi cho xong, nhưng con lại sợ con lại mang cái bản tính bất hiếu này xuống dưới đó, mà khiến mẹ lại chẳng thể yên nghỉ. Mẹ tha thứ cho con phải làm lại cuộc đời đã. Khi nào thành người tử tế con sẽ về hậu mẹ. Thôi thì nghĩa tử là nghĩa tận, cuối cùng thì nó cũng nhận ra. Một năm sau, cảm ơn bác, lần sau bác cần gì cứ qua cửa hàng cháu nhé. Số phận. Kỳ thi lần này chức Trạng Nguyên sẽ nằm chắc trong tay của mình. Chị nghĩ thôi đã thấy vui rồi. Mà cũng phải thôi, mình là người học rộng biết nhiều, khắp cả vùng này chẳng ai bị kịp. Bọn trẻ túm năm tụm ba rì rầm gì thế nhỉ? Này, chúng bay có biết thằng Tí bên làng bên không? Nghe nói nó giỏi lắm, không có chuyện gì là không biết cả. Đúng đúng, cái gì nó cũng biết, hỏi gì nó cũng trả lời được. Ơ, anh Hào, bọn bay đúng là lũ con nít. Cái thằng đấy thì giỏi giang cái gì, có giỏi bằng ta không mà đòi. Anh không biết đấy thôi, đến người lớn còn phải ngưỡng mộ nó cơ. Ôi trời ơi, chắc là toàn ăn móc nói mò mà đúng chứ gì. Ta còn lạ gì. Ta đây vốn dĩ là một học trò xuất sắc, sắp sửa ra kinh thành ứng thí kỳ thi mà chúng bay không ngưỡng mộ, lại đi ngưỡng mộ cái thằng oắt ấy làm gì. Nhưng mà đó là thật đấy ạ. Được rồi, để ta thử nó xem có đúng như lời đồn không. Ta chỉ cần hỏi một câu thôi, đố nó trả lời được đấy. Bọn bay đi tìm nó đi, lát ta đến sau.
Vâng ạ. Chờ đó mà xem nhé. Còn ai dám vượt mặt ta nữa không? Tí ơi, tí ơi, cậu đây rồi. Có chuyện gì mà tìm tới thế? À, anh Hào muốn tìm cậu để thử tài. Năm nay anh ấy sẽ ra kinh thành ứng thí đấy. Kìa, anh ấy đến rồi. Đâu? Tí là đứa nào? Là cậu ấy đấy. Dạ, người bé tí tẹo, y hệt cái tên. Còn anh ấy là học trò ưu tú của làng tớ đấy. Anh ấy còn sắp sửa ra ứng thí kỳ thi sắp tới cơ. Nghe nói nhóc thông minh giỏi giang lắm. Ta đây muốn kiểm chứng một chút có được không? Vâng, anh cứ hỏi đi ạ. Tự tin gớm nhỉ? Được rồi, giờ nhóc nhìn cho kỹ nha. Giờ nhóc có thể cho ta biết con dế sau lưng ta còn sống hay đã chết không? Nếu nó trả lời là con dế còn sống, mình lập tức bóp chết nó. Còn nếu nó nói con dế này đã chết, mình sẽ thả tay ra để nó chạy đi. Thông minh là nó phải thế chứ. Này, lúc nãy cậu có nhìn không? Con dế còn sống hay đã chết? Chắc là còn sống. Nãy tớ còn thấy nó bò mà. Tớ lại nghĩ nó chết rồi. Sao cậu biết? Ờ thì đoán thế thôi. Thế nào nhóc, có trả lời được không? Đấy, bọn mày thấy chưa? Tìm tình thích rồi kìa. Số phận nằm trong tay anh đó. Thế là thế nào? Sao không trả lời trực tiếp vào câu hỏi? Nói lảm nhảm cái gì thế? Nếu em bảo con dế đã chết thì anh sẽ thả nó chạy. Còn nếu em bảo còn sống thì anh sẽ bóp nó chết. Anh có thể thay đổi mọi thứ nếu anh muốn. Như vậy chẳng phải là số phận nằm trong tay anh sao? À, thì ra thế. Đúng rồi đấy. Tí giỏi quá. Thằng này ghê thật. À, phải rồi. Giỏi giang gì chứ? Chẳng có cái gì nằm trong tay ta hết. Ờ, vậy con dế đâu rồi? Tài thật đó. Ôi da, con dế này. Sao mày lại cắn tao chứ? À, đau quá. À, à. Đứa nào bắt hộ ta con dế ra với? À, à. Bà chúa bèo. Bố cháu có nhà không? Dạ có, nhưng hiện ông đang ốm, nằm trong nhà ạ. Bảo bố cháu ra ruộng thăm lúa ngay. Ngoài đồng lúa cả làng ta đang bị nghẹt đồng kìa. Phải tìm cách khắc phục thôi, chứ không thì cả làng sẽ chết đói mất. Cái gì? Cả làng sẽ chết đói ư? Bố đang ốm, mình không thể để bố phải lo lắng được. Mình sẽ ra đồng xem sự tình như thế nào. Trời! Ôi, lúa bị nghẹn đồng thế này thì sao mà trổ bông? Sao có thóc mà thu hoạch được chứ? Trời ơi, thế này thì vụ nhà mình sẽ mất mùa mất thôi. Cả làng mình sẽ chết đói mất. Bố ơi, con phải làm gì bây giờ? Cô bé, tại sao con khóc? Ông chính là ông Bụt trong truyền thuyết đó ạ. Chính là ta đây. Ông Bụt ơi, con khóc vì thương cây lúa nghẹn đồng. Cả làng con sẽ mất mùa và chết đói mất. Nhưng nước mắt của con có làm cho cây lúa trổ bông, xây hạt được đâu. Con phải làm sao đây? Con có muốn cứu lúa không? Dạ có ạ. Nhưng muốn cứu lúa thì con phải đưa cho ta một đồ vật gì mà con quý nhất. Đồ vật quý giá của con ư? Nhưng đây là vật mẹ để lại cho mình. Không được, giờ quan trọng nhất là phải cứu sống lúa đã. Thưa Bụt, con chỉ có đôi bông tai hoa dâu này. Mẹ con trước khi chết đã trao lại cho con. Mẹ có dặn đôi hoa tai ngọc này là vật báo của dòng họ nhà con. Mẹ con có bảo, dòng họ con có lời nguyền. Hễ ai được đeo hoa tai mà làm mất hoặc đem đi bán, thì người đó sẽ bị dòng họ xa lánh, hắt hủi. Suốt đời sẽ sống một cuộc sống lẻ loi, buồn bã. Con đưa cho ta vật quý, con không sợ sẽ bị trừng phạt sao? Thưa Bụt, để cứu lúa,
cứu làng con. Có chịu trừng phạt thì con cũng sẽ nhận ạ. Vậy con hãy ném đôi hoa tai bằng ngọc quý này xuống ruộng kia. Ờ, đôi bông tai của con, sao lại ra một bông hoa gì kia ạ? Đó chính là cây bèo. Nó sẽ rất hữu ích cho những cây lúa. Khi ruộng lúa ngập nước, loại bèo này sẽ được phát triển để thu dưỡng chất cần thiết. Còn khi ruộng lúa cạn, nó héo và chết đi, sẽ để lại nguồn phân đạm tự nhiên cho ruộng lúa. Cây bèo này có ích thật sao ạ? Con hãy nhân cây bèo lên hàng triệu cây, phủ kín ruộng lúa. Lúa sẽ xanh, hết ngẹn đồng, xây hạt, nặng bông. Con hãy xuống ruộng, đụng vào cây bèo đi. Và nhớ, khi nào con làm cho cánh đồng này xanh tốt, dòng họ sẽ rút lời nguyền cho con. À, bụt đâu rồi? Bụt biến mất rồi sao? Có thật là cây bèo này sẽ cứu được cả ruộng lúa làng mình không? Wow, nó tự nhân lên rồi này. Mình sẽ thử làm trên ruộng nhà mình trước. Nếu hiệu quả, mình nhất định sẽ nhân giống bèo này ra cả đồng để cứu làng mình khỏi mất mùa. Ruộng lúa nhà mình đã được cứu rồi. Các bác, các cô ơi, cháu có cách cứu lúa rồi. Lúa làng ta được cứu rồi. Sao cơ? Cháu cứu được lúa ư? Cháu có cách gì vậy? Ruộng lúa đã được cứu rồi. Lúa đã trổ đồng rồi. Thế là dân làng ta không lo chết đói nữa rồi. Bố. Con gái, đôi hoa tai ngọc của con đâu rồi? Bố ơi, con đã... Con đã hy sinh nó để cứu lúa cho dân làng, phải không? Bố đã thấy những cây bèo đó, chúng y hệt hình đôi hoa tai của mẹ con để lại. Vâng, thưa bố. Nhìn thấy lúa nhà mình và cả làng ngẹn đồng, con không nỡ. Con yên tâm, dòng họ ta, dân làng ta nhờ con mà được ấm no. Dòng họ sẽ bỏ lời nguyền và yêu thương con mãi mãi. Nhờ công của cô bé mà ruộng lúa của cả làng đã được cứu. Sau khi cô qua đời, để tỏ lòng nhớ ơn cô, dân làng đã lập đền thờ cô và gọi cô là bà Chúa Bèo. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé!